Xin kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Hiện tại thì em Tuấn và em Túng đang có mặt tại nhà của Mí Vá. Sáng nay thì anh em có lên sớm và đợi các anh em thợ lên để thi công nốt phần mái của nhà em Mí Vá. Ngày hôm qua thì đã chuyển được sắt và tôn lên và làm được hai kèo này. Đấy, hai cái kèo chữ A này và làm hàn được cái mấy cái tay đòn để hôm nay sẽ tiếp tục hàn trên này và tiếp tục bán mái. Sáng nay anh em mình cũng có lên sớm và anh em thợ lên sau, do vậy là phải đợi một chút khá là lâu. Đợi anh em thợ lên rồi bây giờ mình cùng xuống và cùng thi công nhá. Em chào tất cả các anh. Chào em. Các anh chào các bạn. Ôi. Hết chưa anh? Còn anh. Còn nhưng mà từng này thì nếu mà hàn không thì được. Đổ thêm nếu mà ấy thì tí mình lại nhấc xuống nhà dưới. Này xăng dạo này đắt lắm nhỉ. Ngồi uống sao sao. Nhậu. Đây ngồi sâu cũng mướt à. Đổ nhiều lắm à. Chắc anh ngồi sau vừa ngồi vừa uống ha. Xăng dạo này đắt lắm nhỉ. Chưa có một ông trẻ uống nhầm dầu. Uống nhầm á? Đúng vừa thôi, nhưng cao lên mình phải thật té đấy. Phí xăng. Hai rưỡi để đếm đi. Phí xăng mua hết bao tiền nhỉ? Anh Hậu lấy bật lửa đây châm nào. Con này 101. Tiếp tục lấy bật lửa ra soi. Con này 101. Con này 101 liền. À 5 lít nhỉ. 22.000 mấy rồi mà. Từ đây xuống trôi xuống anh ạ. Sáng nay cứ tưởng anh em lên sớm. Với cả sáng nay qua ở cái đoạn chỗ mình lên ấy, đoạn kia thì mưa ướt hết đường. Nhưng mà sang đến cái chỗ đoạn này này, đoạn này còn khô đét luôn đấy. Sáng nay ở nhà mình mưa mà. Mưa thật, tưởng mưa ai ngờ mưa thật. Nhưng mà qua đây có thấy mưa đâu. Em cứ nghĩ là qua đây sẽ không làm được cơ vì mưa cơ. Nhưng mà qua đây lại khô đét. Cho lên hết đấy anh, cho lên hết xong để đây xong tí mình dịch luôn đấy. Cứ vừa đấy cho lên hết đi. Hãy subscribe.
hang dựng đứng quá. Đây quý cô bác và anh chị, tất cả là có 7 cái đòn tay, mỗi bên 3 cái và một cái ở nắp nữa. Nào nào. Thẳng chưa anh? Thẳng rồi đúng không anh? Ấy, vá đi đâu chú? Hôm nay không sang để bốc tôn lên à? Đưa tôn đi. Có. Nhưng mà bây giờ chưa xuống á? À, hồi nãy không ở nhà rồi. Ở nhà đi đám ma. Này đi đám ma chưa về? Từ tối qua cho tới hôm nay vẫn chưa về. Hôm nay nó chôn. Hôm nay chôn. Ôi trời ơi. Tí chú là hơi vất đấy. Ông hỏi anh em xuống hả? À, anh em gọi xuống rồi gì? Tưởng mi vá đi đâu rồi, lâu thế, 2 ngày liền. Gọi anh em xuống đi giúp. À, gọi anh em xuống rồi gì? Gọi anh em xuống được hay không? Một mình chú vất lắm. Một mình kiểu pro thì còn được chứ tôn xốp thì nó dài ấy. Thế là hết hôm nay ma đám ma mới xong à? Ừ, hôm nay xong. Xong rồi là về nhà là nhà cũng xong luôn rồi. Xong rồi chỉ việc ra ở thôi. Phần lợp chả thấy mặt mũi đâu.
Được, 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 vẫn được. Tưởng lại đứt rồi. Chay khoang gần quá rồi. Được. Đóng cái này thì đảm bảo là không chạy đi đâu được cho thoát. Thì kiểu nắng lên thì từ giờ tới trưa cũng phải xong cái mái này. Lợp thì nhanh thôi anh nhỉ. Buổi sáng hay anh? Ở trong vòng buổi sáng hay chứ, chiều thì...
Hiện tại là hơn 10 giờ một chút thì anh em mới hàn xong cái khung. Bây giờ thì anh em sẽ chuẩn bị là mang tôn lên để bắn, hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của phần mái. Bây giờ mình sẽ cùng lên trên xe một chút. Mày nhấm lên nó xuống lắm. Nó chơi xuống lắm. Đúng rồi, nó bị tụt đi. Thế là có một cái rồi anh. Cái kia không có đầu vít nhỉ. Úi dồi ôi. Cho máy điện ra bắn khỏe hơn hẳn chứ. Thank you.
Đây. Thầy cho lên 1 2 ly lên 1 2 ly. Đâu giấy bằng chứng. Được. Cho nó tiếp thôi, có để sẵn cả đấy. Sao sao đấy. Quay như nào? Lật mặt nhá. Lật mặt. Về về em thôi. Trên hai thằng cũng quay được à? Cái xoay ra đây cũng dễ hơn này. Cái tôm như nào? Đầu tư cho mày ăn ngon tí. Đây coi được cái cũ được không? Hay phải lên lên. Chứ gì anh? Tầm đấy. Ép đồ nó xuống tủ. Để xuống tủ. Bẻ đồ nó xuống. Để chưa. Dí nó xuống ấy. Tốt nhất là mai mẻ nhà thì mình đừng đi làm nữa. Anh đẩy bên dưới mà. Có đủ tôn để cắt một tấm không anh? Đủ chứ nhỉ? À. Trường hợp đề phòng. Chứ mày làm gì có hốc, làm gì có ai ngắm đâu, mày làm đấy làm gì? Cái này nó chết chuyện.
Vác vòng qua dưới túng. Đúng rồi. Mưa kiểu này khéo khả năng mưa to ấy. Lâu lắm không mưa mà anh. Oh.
Xong luôn anh. Không xong được à? Muộn rồi nhỉ? Cấu không xong được à? Phải úp nóc nữa chứ nhỉ? Úp nóc phải úp sườn nữa. Sao để em xem bao giờ nè. Ui. 12 giờ kém 10 rồi đấy. Ăn cơm mới đất thì à? Để các anh thợ đang tiếp tục bắn thêm các vít. Bởi vì sáng nay thì chỉ bắn chốt thôi. Bây giờ ấy bổ sung vào thêm. Ở trên này nóng anh nhỉ? Cả này là rán trứng là chín luôn đấy. Người còn sắp chín luôn. Người còn sắp chín à? Giống như kiểu heo quay luôn đấy nhỉ? Đây là mùa này ở trên mái tôn này mà bắn thì ối giời ơi luôn. Bình thường ở chỗ, những chỗ khác đã nóng lắm rồi. Ở trên chỗ mà dậy này còn nóng hơn. Nóng hơn gấp nhiều. Nó phải thêm khoảng 3-4 độ. Nhưng mà anh em thợ cũng đang rất cố gắng để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của cái phần mái này. Chứ còn bên này một chút nữa này. Bên này một chút, hồi nãy là 12 giờ trưa rồi. Anh em đi xuống dưới để ăn trưa. Sau khi nghỉ một lúc rồi thì anh em sẽ tiếp tục với công việc của mình. Dự kiến là trong vòng buổi chiều ngày hôm nay chắc khoảng tầm 1 tiếng nữa là xong cái phần nóc này và cái phần úp nóc bên mặt sườn, úp sườn đấy. Rất là nhanh. Lại đi tông nữa thì một mình rồi cân hết nhỉ. Cái này có cái dãy. Đấy, nó có.
Bắn được trên được rồi thôi. Này thiếu biết làm sao được. Chú ở nhà tiếp trong đấy. Sợ lắm mà, em cách điện mà. Thế bảo cách điện. Đấy. Có các thanh niên nhí hộ thì nó phải nhanh hơn chứ. Vít trôi, vít trôi. Úi giời. Bảo thanh niên nhí đi nhặt cho. Nhờ các thanh niên nhí nhặt cái đầu vít lên với. Thiếu nửa tấm nha. Cái này cắt một miếng là được 2 tấm rồi. May mà có sẵn đây tính thừa đấy. Chứ không là thiếu là đợi thêm tuần đấy. Để cho mình rộng. Để vào tay như rộng. Giờ chắc cái không ạ? Để cho cái mình rộng. Tụi cái. Con gà. Đấy.
rưỡi hả? Ừ, con cũng chưa đó. Đẩy nó, đẩy nó lên. Nó chỉ bao nhiêu rồi? Chỉ 10 tấn à? Đây là miếng cuối cùng ở trong nhà đấy anh nhỉ. Này, nhà này phải có nóc. Không có nóc mưa lại rột rồi. Tưởng nhà phải có nóc rồi mới thành cái nhà được. Xinh xắn vừa vặn thế nhỉ? Vâng, kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn, sau một thời gian dòng giá khá là dài thì đến thời điểm hôm nay là nhà của em Mi Vá đã hoàn thiện được gần 100% rồi. Đấy, như quý vị và các bạn có thể thấy đây là nhà của bạn Mi Vá này, thì được lập bằng tôn xốp màu xanh.
Còn riêng phần mái này là hơn 90 mét. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống dưới để xem phần dưới ở ngôi nhà của Mí Vá có gì. Khóa được chưa anh? Anh khóa thử xem nào. Ok luôn rồi. Ok đẹp luôn. Túng mở thì ra xem Túng. À, nhà của bạn Mí Vá thì được sử dụng bằng cửa xếp luôn. Đây này, thì ở bên kia là cửa của cái nhà bếp này. Còn hai bên trái phải này đều có cái cửa sổ. Đấy. Cửa sổ này được đóng chốt đàng hoàng nha mọi người nha. Chốt vào. Lát nữa thì chúng ta sẽ vào trong để đóng thử xem nào. Còn chỉ còn phần sơn nữa là nhà của Mí Vá đã hoàn thiện 100%. Sẽ còn những cái phần là về nội thất thì như bạn Huân chia sẻ thì sẽ có phần cả nội thất nữa. Tuy nhiên thì nó sẽ được hoàn thiện trong vòng thời gian sớm nhất thôi. Thì chúng ta sẽ cùng vào cửa bên này trước. Về cái phần cửa với các phần mái này thì yên tâm rồi. Thợ làm thì yên tâm rồi. Đẹp, sắc, nét, nhanh, gọn. Đây đều có chốt đằng ngoài nhé. Chốt thì anh em hàn từ dưới nhà lên cơ. Đấy. Rất là chắc chắn. Hôm nay thì hồi nãy thì em có nhắc nhở cho chú bố của Mí Vá ấy thì lau dọn sạch sẽ để chuẩn bị ngày lành tháng tốt thì lên tân gia thôi. Còn đây là mấy cái viên gạch mấy bữa nọ ấy, gạch ốp chân tường thừa. Do vậy là mấy nữa sẽ đưa sang nhà của bên cháu say. Em cho cái cục đá chèn vào. Đấy, đây là cửa sổ của bên nhà bếp này. Rồi là có chốt đàng hoàng, mở ra rất là mát luôn. Đây có cái đầu vít này anh này. Còn chúng ta sẽ qua đây một chút. Nhà thì bây giờ rất là sạch sẽ rồi, không hề như giống như mấy hôm trước nữa. Cửa sổ có hoa sắt đàng hoàng. Chốt. Chào ông đóng thử nha. Rất chắc chắn. Còn bây giờ thì anh em A Huân TV cũng xin được nói lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị và các bạn ở nhà của anh Dũng Na trên kênh A Huân TV.